Xin chào mừng toàn thể các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với VGNS Super League năm 2023. Một giải đấu kỳ lạ. Sự bản của chúng ta đó là giải sách đăng ký thi đấu của đội bóng ngày hôm nay. Với một Newcastle cùng với U11 Leicester City. Như vậy từ ngay lúc này chúng ta đã cất quay vì đội bóng đầu tiên thuộc về đội bóng Newcastle Leicester City. Đùng mở bóng nữa dành cho Newcastle. Và Tài là người đã có từ đúng kiểm soát bóng. Điều vậy thì đó là một pha kiểm soát thật nguy hiểm, vẫn đang là cơ hội dành cho các thủ áo cam. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số ngay lúc này dành cho các thủ Newcastle. Từ đúng trả bóng cuối cùng đến từ vị trí của Bảo Minh. Thủ bàn ấu số đầm. Và là thi đấu dành cho Newcastle là người đã có pha là bàn. Những trợ đồng quân của thầy Phương ngay lúc này là những người đã vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Đường mà bóng đưa đến từ Quốc Thắng của các thủ áo xanh rất nhiều không vào. Đó là cơ hội dành cho cầu thủ vàng áo số 19 của các thủ Leicester City. Chỉ của bên tâm là người đã có nỗ lực kiểm soát bóng trước khu vực cầu thành. Trở lại đó là cơ hội đá phạt dành cho các thủ áo cam. Và đó là bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Newcastle. Tỷ số hiện tại đã là 2-0. Trận đấu sẽ được tạm dừng trong chốc lát. Thời gian ngoài ý dành cho câu lạc bộ Leicester City. Thật sự là đội quân của thầy Phương vẫn đang thể hiện quá tốt. Vừa rồi thì đội trưởng của Newcastle đã thực hiện quả đá phạt trực tiếp để mang đến bàn thắng dành cho các thủ áo cam. Đó là đường chuyển ngang dành cho các thủ áo cam, vẫn đang là gối không vào. Vậy thì sau trận đấu vừa rồi thì chúng ta đã cất cười và khép lại một thi đấu không quá khó đối với thủ thành Quốc Thắng. Rất nguy hiểm.